Hiện nay tại hai địa phương có truyền thống gieo cấy lúa nếp cái hoa vàng là Kim Thành và Kinh Môn đang xuất hiện tình trạng cây lúa bị nghiêng, bị đổ. Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển trong thời kỳ lúa chín, đồng thời gây khó khăn cho việc quản lý dịch hại vào cuối vụ. Với diện tích 6,8 ha được quy hoạch cấy giống lúa nếp cái hoa vàng, vụ mùa năm nay năng suất tại mô hình nếp cái hoa vàng thuộc xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn ước tính khoảng 1,4 đến 1,5 tạ một sào. Đây là năng suất khá cao so với những vụ trước. Tuy nhiên, hiện nay bà con nông dân tham gia mô hình đang phải đối mặt với một thực tế có thể sẽ làm giảm năng suất của cây lúa nếp, đó là hiện tượng cây lúa bị nghiêng đổ. Nguyên nhân mà để cho cái cây nếp cái hoa vàng mà bị đổ ngã thì nó có 3 yếu tố chính. Cái thứ nhất là cái chân ruộng trũng mà chúng tôi đã đưa cái cây nếp hoa vàng mạnh dạn đưa xuống cái chân trũng. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân do bà con cái chăm bón, cái liều lượng phân bón nó không cân đối. Nếu như cây nếp hoa vàng mà đến thời kỳ phân đồng thì bà con phải tăng cường cái lượng phân kali để làm cho cái cây lúa nó cứng lên. Nhưng mà bà con thiếu một cái phần phân kali. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân là cái nước, khi điều tiết nước vì cái diện tích là diện tích trũng, mà khi toàn bộ những cái diện tích ở trên đồng cây như cây vụ đông thì thường thường là điều tiết nước vào cái phần ruộng lòng đầm thì nó sẽ tràn lên một số cái diện tích mà quy hoạch nếp hoa vàng, từ đó thì nó sinh ra đổ ngã. Trên thực tế, cây lúa bị đổ không chỉ làm giảm năng suất mà chất lượng hạt lúa cũng bị ảnh hưởng. Trong trường hợp lúa đổ ngã ở giai đoạn muộn, năng suất có thể bị tụt giảm từ 5 cho đến 10%, và nếu đổ sớm trong giai đoạn vừa chỗ bông vào chắc hạt thì năng suất có thể giảm đến 30%. Không chỉ làm giảm năng suất, lúa đổ sẽ làm tăng tỷ lệ thất thoát khi thu hoạch và giảm chất lượng lúa gạo và làm tăng chi phí phòng trừ sâu bệnh, bởi khi cây lúa bị đổ sẽ là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh như dền nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, đạo ôn và chuột phát sinh gây hại. Có một cái lưu ý đối với bà con là khi lúa đã đổ ngã trong cái giai đoạn như hiện nay thì bà con ta không nên dựng buộc lên. Theo cái kinh nghiệm của bà con trồng cái lúa nếp nhiều năm, khi mà chúng ta dựng lên thì nó sẽ làm cho cái gốc của cây lúa này nó sẽ bị gãy và nó sẽ làm đứt cái mạch vận chuyển dinh dưỡng và làm cho cái bông lúa nó sẽ làm cho khô và lép. Và cái điều thứ hai nữa, nếu như bà con chúng ta mà buộc như vậy thì nó buộc như thế này thì làm cho cái bông lúa nó sẽ bị gãy và thậm chí là nó sẽ bị úm ở chỗ này, úm ở cái chỗ cổ buộc như này, làm như vậy nó sẽ thiệt hại năng suất rất là nhiều. Lúa muộn nói chung và các giống nếp đặc sản nói riêng ở giai đoạn đông sữa đến chín bị nghiêng đổ sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình lúa chín và khó khăn cho việc quản lý dịch hại vào cuối vụ. Để hạn chế việc đổ ngã cũng như là quản lý dịch hại, bảo vệ năng suất, nhiệm vụ đặt ra từ nay cho đến cuối vụ, bà con nông dân cần chủ động rút nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng và áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp để bảo vệ năng suất. Bên cạnh đó là việc thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh như dền nâu, đạo ôn cổ bông, nấm bệnh trên hạt sẽ phát sinh trong trường hợp cây lúa bị đổ.